Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với channel của Nga. Và chúc tất cả các anh chị và các bạn một ngày mới được mọi sự tốt lành. Và hôm nay là ngày thứ 3 trong tuần. Và bây giờ hiện tại thì tụi mình đang ở giai đoạn của tháng 4. Và trong cái tháng 4 này có rất nhiều cái ngày lễ hội tại Việt Nam. Mà trong những tuần vừa qua thì các anh chị biết là cái sự việc mà của anh Khoa Bớt và Resort Aroma Mũi Né nó đã được diễn ra và cũng đã khép lại. Thì bây giờ là cái tình hình giống như là cái qua cái sự việc đó thì mình cũng sẽ rút ra được những cái kinh nghiệm cho mình. Tại vì thật sự ra đối với Nga thì Nga cũng mong rằng là mọi người sẽ có được cái kỳ nghỉ sắp tới đây vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 cùng với gia đình sẽ có một cái kỳ nghỉ thật là ấm cúng, vui vẻ và bên những người thân, bạn bè trong gia đình của mình và không gặp sự cố. Rồi, đầu tiên thì Nga cũng nói là rút được kinh nghiệm sau cái vụ việc mà của anh Khoa Bất và Resort Aroma Mũi Né. Thì qua cái sự việc đó mình rút được cái những cái kinh nghiệm trong khi đặt phòng. Ví dụ như có hai trường hợp chúng ta đặt phòng, đó là chúng ta sẽ booking online hoặc chúng ta sẽ gọi điện thoại trực tiếp đến khu resort hoặc là cái nơi mà các anh chị sẽ muốn ở. Ví dụ như trường hợp các anh chị booking online sẽ có lợi gì? Thứ nhất là mình không có tốn thời gian, có nghĩa là mình tranh thủ giờ mình gọi là giải lao trong chỗ làm hoặc là tranh thủ giờ làm của mình đó. Giống như mình lên online rồi mình chưa chat qua bên kia cái mục booking. Thì booking thì chúng ta chỉ có là Trivago hay là nó những cái trang mà cho thuê phòng ốc này tấm cậy mà mình cứ việc đánh tới từ khóa trên mạng rồi các anh chị sẽ book. Và nó sẽ tiện lợi là đỡ mất thời gian. Nhưng khi mà mình book trên đó thì nó có sự những cái ưu đãi. Mình cũng coi kỹ và mình cũng hỏi kỹ, và đặc biệt về giá cả và hình thức mà chuyển tiền, để tránh tình trạng giống như anh Khoa Bớt, là có nghĩa là khi mà chúng ta đã chuyển tiền rồi sau đó bị hủy booking, rồi đến hồi vô check booking tại khách sạn nó gặp những cái sự cố không may đáng tiếc xảy ra. Và Nga cũng nói là do tình hình cái trường hợp của anh Khoa thì là ảnh chỉ có một mình với cái người Carmen thôi, do đó việc di chuyển dễ dàng và anh ta cũng có xe riêng nên di chuyển qua cái resort khác gần đó cũng dễ dàng và đi tìm kiếm những cái resort khác ở cũng dễ hơn. Còn đối với giống như trường hợp của chúng ta khi mà sự cố đó xảy ra mà chúng ta đi với một group bạn bè rất là đông và gia đình mình á, và có thêm em nhỏ thì nó sẽ ảnh hưởng và không vui xảy ra, thì mình sẽ cảm giác là mệt mỏi. Và cái chuyến đi đó mới đầu là mình cứ nghĩ là đi vui vẻ cùng người thân và gia đình, nhưng cuối cùng lại là một cái kỳ nghỉ thật là không ấn tượng và làm cho mình mệt mỏi thì là rất là phí trong cái kỳ nghỉ của mình. Rồi, việc thứ hai, nếu mà các anh chị booking trực tiếp đến khách sạn thì các anh chị cũng phải confirm hỏi mọi cái đủ thứ hết tất cả mọi thứ. Và các anh chị cũng phải xác định cho rõ ràng về giá cả, về chuẩn phòng ốc và yêu cầu người ta. Ví dụ như người ta báo là giá ví dụ 1 triệu rưỡi thì phòng như thế nào, phòng 2 triệu 2 như thế nào, phòng bungalow như thế nào, mọi người phải ghi lại hết. Và nói họ hãy chụp và gửi những hình ảnh, tại vì sao? Tại vì có hình ảnh mình sẽ xác định cụ thể chi tiết về phòng ốc ra làm sao, để đến hồi ví dụ như không có phòng, đến đó ra có phòng cháy, phòng ta đưa mình giá cả rồi kia không đúng như những gì người ta confirm thì đó là rất là tiếc cho mình. Và mình cũng tránh tình trạng giống như anh Khoa vậy, giống như là giá 2 triệu 2 thì ở phòng có 1 triệu rưỡi, thì cái điều đó đẹp điều không hay. Là việc thứ nhất mà mình muốn trao đổi về rút kinh nghiệm từ vụ việc của anh Khoa Bớt. Rồi qua phần thứ hai là mình muốn nói với các anh chị và các bạn là kỳ nghỉ lễ của nước mình và đặc biệt là trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì chính phủ người ta cũng ra những cái quy định về nghỉ lễ. Và theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội á, thì người ta mới nói như thế này. Ví dụ như cái kỳ nghỉ lễ sắp tới này của mình là đầu tiên là mình Giỗ Tổ Hùng Vương. Giỗ Tổ Hùng Vương của mình là nhằm mùng 10 tháng 3 âm lịch, nhưng mà lại rơi vào ngày 14 tháng 4, rơi vào ngày Chủ nhật. Do đó là quy định của nhà nước người ta kêu nghỉ làm, có nghĩa là những ai làm trong cán bộ công nhân viên chức của nhà nước
và mình sẽ nghỉ lễ, có nghĩa là tất nhiên là thứ bảy chủ nhật là mình được nghỉ rồi. Và do cái ngày lễ rơi vào ngày 14 tháng 4 lại là rơi vào ngày chủ nhật, và mình được nghỉ bù vào ngày thứ hai, có nghĩa là người ta tính theo cái chuỗi mà luôn cả ngày nghỉ của mình á, là mình nghỉ được là thứ bảy chủ nhật thứ hai, có nghĩa 3 ngày liên tục luôn, bao gồm cái đó là cái ngày mà đã nghỉ bù. Rồi đến ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5, và 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay của mình á, lại là rơi vào ngày thứ 3, thứ 4. Do đó là người ta cũng quy định là mình sẽ được nghỉ một lèo luôn cả thứ hai, có nghĩa là từ ngày 27, 28, 29, 30 và 1 tháng 5. Có nghĩa là cái ngày thứ hai đáng lẽ bình thường là mình phải đi làm, bây giờ nhà nước cho nghỉ luôn đối với những người là cán bộ công nhân viên chức của nhà nước. Rồi sau đó đến ngày mình sẽ làm bù cái ngày thứ hai mà mình được nghỉ á, vào ngày thứ bảy kế tiếp, có nghĩa là vào ngày 4 tháng 5 thì mình sẽ đi làm lại bù, có nghĩa là mình nghỉ trước và mình bù sau, có nghĩa là mình sẽ nghỉ một chuỗi được 5 ngày trong cái dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Và khi đấy người ta mới nói là mình sẽ nghỉ rất là nhiều trong cái đợt tháng 4 này. Và đối với những cái doanh nghiệp mà tư nhân ở ngoài, ví dụ ngoại trừ của cán bộ công nhân viên chức nhà nước á, thì mình sẽ được nghỉ như luật định. Và đối với những doanh nghiệp tư nhân hay là nước ngoài, nói tóm là không trực thuộc nhà nước, thì vẫn được nghỉ nhưng mà tùy theo từng vùng. Ví dụ như đối với một số chỗ làm á, là ngày giỗ tổ Hùng Vương là rơi vào ngày chủ nhật thì sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ hai là ngày kế tiếp của trong cái tuần giỗ tổ Hùng Vương, đó là ngày 10, đáng lẽ bình thường là thứ hai là ngày 15 thì mình sẽ được nghỉ, nhưng bây giờ thì là mình sẽ không được nghỉ và mình vẫn đi làm. Có một số cơ quan thì người ta lấy cái ngày nghỉ lễ đó dồn cho cái tuần của 30 tháng 4, 1 tháng 5, có nghĩa là những cái công ty đó người ta sẽ cho nghỉ một chuỗi luôn là chủ nhật thứ hai, thứ ba, thứ tư. Có nghĩa là cái ngày thứ hai trong ngày tuần của 29 tháng 4 á, thay vì mình sẽ đi làm bù giống như cơ quan nhà nước, thì bây giờ cái ngày giỗ tổ Hùng Vương là ngày nghỉ bù vào ngày thứ hai, thì bây giờ lấy cái đó coi như bù cho ngày 29. Đó là một số công ty người ta đang khuynh hướng người ta giải quyết theo sự việc đấy. Và khi nghỉ lễ như thế thì mình sẽ được cái gì? Có nghĩa là luật cũng quy định là đối với những ngày nghỉ lễ đó mình vẫn được tính lương. Nếu như mình là người mà công nhân viên chức và ngay cả những người đi làm thì mình vẫn được tính lương và mình được hưởng lương như những ngày mình đi làm. Cái đó là luật trong những cái trang mà thông tin về nghỉ lễ của bên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, người ta thông báo như thế. Và như thế thì tất nhiên là khi mình nghỉ vậy, mình một cái chuỗi dài như thế. Và Nga cũng bật mí với các anh chị là tất nhiên là các anh chị sẽ có người khuynh hướng là sẽ đi về quê thăm người thân, hoặc đi chơi cùng bạn bè, đi như là đi Vũng Tàu, đi Đà Lạt, hoặc là Mũi Né, Nha Trang. Có khi thì chuỗi 5 ngày đó các anh chị cũng có thể đi nước ngoài. Và hiện tại bây giờ những người mà đã có cái kế hoạch đó thì người ta cũng đã lên plan hết tất cả rồi. Vì thí dụ như các anh chị đi trong nước thì các anh chị sẽ phải book phòng, khách sạn, rồi xe cộ này kia. Còn đối với mình đi ở nước ngoài thì mình sẽ mua vé máy bay. Tại vì từ đây đến đó cũng còn một tháng cũng đủ cho mình book vé. Và mình cũng đã biết được lịch nghỉ lễ. Và mình cũng lên plan với những người thân của mình, bạn bè của mình. Sẽ có một số anh chị sẽ book tour, còn một số anh chị sẽ làm tự đặt và đi, có thể là đi phượt. Rồi các anh chị có thể book phòng qua cái dạng mà ở homestay chung với những cái vùng đấy. Ví dụ như ở Đà Lạt thì mình ở homestay, rồi ở Nha Trang hay Mũi Né thì mình cũng có dạng ở homestay được. Nhưng tóm lại là mình, cho dù mình làm cách nào hay nữa, hay là mình đi tour du lịch cũng vậy, thì các anh chị cũng phải đọc kỹ lưỡng mọi thứ từ hợp đồng, đặc biệt là tour du lịch, các anh chị phải đọc kỹ về hợp đồng trong tour quy định. Tại vì thật sự Nga nói luôn các anh chị là tour du lịch họ cũng có những trường hợp họ cũng bịp giống như thế. Do đó là mình cũng phải đọc cẩn thận và tránh cái tình trạng không vui cho cái chuyến đi của mình.
Tại vì mình chỉ muốn nói là trường hợp của mình đã xảy ra rồi, nên mình cũng không muốn nhắc lại, nhưng mà mình chỉ muốn rút ra một cái kinh nghiệm cho tất cả các anh chị. Có nghĩa là các anh chị qua cái sự việc của anh Khoa Bớt và Resort Aroma Mũi Né sẽ rút kinh nghiệm cho chính chúng ta, và chúng ta phải thiết kế làm sao cho cái kỳ nghỉ của chúng ta được ok. Nếu như mình đi tự túc thì mình phải coi kỹ về giá cả phòng ốc, tất cả mọi thứ, và phải kêu người ta chụp hình và đưa confirm hết tất cả mọi thứ cho mình vô cái thư mục mình gửi qua mail này tất cả. Còn chúng ta chuyển khoản thì chúng ta phải nói rõ như thế nào với họ để đừng bị tình trạng giống như vậy. Còn nói nếu như các anh chị đi tour thì các anh chị cũng phải coi kỹ hợp đồng và những điều khoản ràng buộc giữa hai bên. Tại vì tour du lịch họ ràng buộc mình á, thì họ ràng buộc rất dữ và những điều lợi không có mình. Nhưng những gì người ta vi phạm hợp đồng thì người ta sẽ tìm cách né tránh rất là hay các anh chị. Và họ làm đủ trò hết. Và đến khi mà các anh chị nếu mà mình không biết thì mình sẽ cho là buông luôn cái việc sự việc đó. Giống như là mình mất công mình thời gian rồi mình kiện tụng này kia mệt mỏi và mình sẽ không làm lại. Thôi nói tóm lại là sắp tới đây là kỳ nghỉ lễ rất dài, 30 tháng 4, 1 tháng 5 và dỗ tổ Hùng Vương. Thì Nga cũng xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người là có kỳ nghỉ thật là vui vẻ cùng những người thân trong gia đình của mình. Và các anh chị sẽ thiết kế được một kỳ nghỉ thật là vui vẻ và gặp mọi sự may mắn trong kỳ nghỉ ấy để mình có được chọn một cái niềm vui chung với tất cả mọi người, không bị giống như cái chuyến đi giống như là nó phải là một cái ấn tượng nào đó với mình. Nhưng ở đây Nga muốn là ấn tượng đẹp, và Nga gửi lời chúc đến tất cả các anh chị và các bạn. Và Nga chỉ nói lại là ngày nghỉ của mình sẽ được diễn ra đối với Dỗ Tổ Hùng Vương là 3 ngày. Và đối với ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 sẽ kéo dài được là 5 ngày. Đó có nghĩa là tính luôn ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần mình được nghỉ nha. Và Nga cũng chúc tất cả mọi người được mọi sự may mắn. Nếu như các anh chị và các bạn thấy những điều mình chia sẻ ok thì các anh chị và các bạn có thể cho mình một cái like. Rồi, thank you tất cả các anh chị và các bạn.